manila một thành phố tuyệt vời mang hơi thở ấm áp của buổi bình minh tuy nhiên khi màn đêm buông xuống lẩn khuất dưới từng ánh đèn trong từng con ngõ luôn có những sinh vật khát máu thèm muốn linh hồn của bạn bóng tối đang dần chiếm lấy thành phố này và chỉ có một người có thể đương đầu với nó đây là Alex, con gái của một nữ pháp sư và một Lacan. Sau khi mẹ bị quỷ sát hại, Alex chăm chỉ luyện tập để kế nghiệp bố. Lacan là chức danh của người có nhiệm vụ kết nối thế giới con người và thế giới siêu nhiên. Dù cho có là quỷ hay thần thì cũng đều phải kiêng nể Lacan. Tất nhiên để được công nhận là Lacan thì không hề dễ dàng, cần phải hoàn thành thử thách của đại thụ. Ngay Alex đủ tuổi tham gia thử thách, cô cầm theo con dao được rèn từ xương máu của người chị sinh đôi đã chết non. Mặc dù tôi nghĩ xương của trẻ sơ sinh thì không cứng đến thế, cô tiến vào đại thụ trước sự chứng kiến của hội đồng chiến tranh do bố cô lập ra mất 5 năm để Alex hoàn thành thử thách và chính thức trở thành La Can, nhưng đồng thời trở thành La Can not gặp bố, vì bố cô mất lâu rồi còn đâu. Cùng hai cậu em trai nuôi ngưỡng thiên tiếu, khóc vô lệ, hậu duệ của một chiến thần cổ xưa và ông chú Hank, just Hank. Alex quyết tâm bảo vệ hiệp ước hòa bình và nhắc cho lũ quỷ có ý định hủy hoại thành phố biết bố chúng là ai. Tập 1 bắt đầu khi đại úy cảnh sát gọi Alex tới hiện trường. Ai đó đã lập nghi lễ để giết một hồn ma. Thu thập chứng cứ từ vòng nghi lễ, Alex tìm tới một con goblin nắp cống, dùng sô cô la để trao đổi thông tin. Cô biết được hồn ma kia đã bị tình nhân thí mạng để đạt được thỏa thuận với lũ quỷ Aswang đống bột alex thu được thì là bột xương nhân ngư loại bột chuyên dụng để giết linh hồn mà chỉ có người hải phòng À ý tôi là đám aswang ở bến cảng mới có gọi điện báo cho hai cộng sự alex xông thẳng vào địa bàn của đám aswang bắt tộc trưởng khai ra kẻ đã mua bột xương nhân ngư hắn không khai mà sai hai thằng đệ tóm alex cô cầm trổi quật cả đôi quân tiếp viện tới không để làm gì vì alex đã kề được con dao vào cổ tên tộc trưởng cuối cùng hắn vẫn không chịu hợp tác alex xin nhẹ con mắt rồi lên xe rời đi cùng hai cộng sự bỏ con mắt vào cốc nước alex đọc thần chú alo homora aquafina phát hiện ra kẻ đang bắt tay với lũ quỷ Aswang là thị trưởng thành phố, người đang có mặt tại hiện trường một vụ án gần đường dây. Lão đòi giải quyết thay cả cảnh sát nên Alex nghi ngờ lão đang cố giấu giếm gì đó. Phép thuật thì cũng không thể dùng làm bằng chứng kết tội được nên cô tới khám xét hiện trường. Bên trong toa tàu có máu vương vãi khắp nơi. Alex gọi sự trợ giúp từ linh hồn lửa. Ông ta đánh hơi, bảo linh hồn những người bị giết vẫn đang ở đây. Alex vẽ thần chú dịch chuyển sang con tàu cõi âm và thấy linh hồn của ba cô gái. Sứ thần, Shipper của âm phủ cũng có mặt Cầu đường âm giới vừa mới được quy hoạch Sứ thần hỏi xin ý kiến của Alex về việc vận chuyển linh hồn bằng tàu siêu tốc cho tiện Với tư cách là La Cam, Alex đồng ý nhưng mà hỏi cán bộ thì cũng cần tí phí. Alex muốn biết nguyên nhân tử vong của ba cô gái kia. Sứ thần kể lại việc họ đã bị lũ quỷ Aswang tóm, đem về hang ổ rồi sát hại tại đó. Dạo gần đây rất nhiều người cũng có nguyên nhân chết tương tự theo sự chỉ dẫn của sứ thần. Alex tìm tới một nhà hàng khách sạn Trung Hoa, bên trong tòa nhà khắp nơi toàn máu là máu, tìm thấy chiếc lồng nhốt những người còn sống. Một người lên tiếng xin Alex cứu con gái của cô, người sắp bị lũ quỷ ăn thịt. Alex nhanh chóng giết hai con quỷ cứu được cô bé. Một đám quỷ khác tiến vào. Alex thừa sức cân nhưng chúng chơi trò bắt con tin. Cộng sự của Alex xuất hiện yểm trợ giúp quét sạch đội hình địch tên cầm đầu bị xẻ làm đôi cảnh sát tới để lấy lời khai nhân chứng họ kể rằng lão thị trưởng đã cho người đốt các khu dân cư tấn công các đoàn tàu lừa những người mất nhà cửa và biến họ thành thức ăn cho lũ aswang thế là thị trưởng bị bắt với tội danh buôn người phóng hỏa đồng thời cũng dính líu tới cái chết của tình nhân kết thúc vụ án shipper âm phủ đem tới cho alex một món quà chuyển lời của tử thần rằng ngài muốn lấy lòng đứa con thứ sáu của người con thứ sáu người sẽ lên nắm quyền trị vì âm giới. Alex chối không phải mình và đưa chúng ta sang tập 2. Đại úy gọi Alex tới hiện trường của một vụ tai nạn xe. Sẽ không có gì đáng nói ở đây nếu không phải là vụ thứ ba trong tháng có người gặp tai nạn khi đua xe và chiếc xe vô địch thì mất tích không dấu vết. Đại úy giới thiệu thằng cháu đích tôn, bạn cũ của nạn nhân lần này. Có mặt chỉ để cho ta biết rằng nếu ông chết thì vẫn có người nối dõi. Xem xét qua về chiếc xe, Alex thấy vết chân ngựa, có vẻ nạn nhân đã chở theo bạn gái. Cô ta cũng biến mất không một dấu vết. Theo lời khai của hai nàng tiên gió đã theo dõi cuộc đua, Alex biết được danh tính của kẻ quất ngựa truy phong kia cô tìm tới tòa nhà của bộ lạc nhân mã để gặp thủ lĩnh alex bảo con trai của lão đang chạy nhông nhông ngoài đường và còn cướp về chiến lợi phẩm câu trước thì bảo chuyện nhà tao tao lo đến câu sau thì lão nhờ alex đưa thằng con lêu lỏng mấy tuần về cho lão với thái độ tôn trọng hết mực alex đồng ý một đêm mà được đại úy gọi tới hai lần lại là những vụ án trùng hợp bất thường liên tiếp 4 tháng có bốn người bị điện giật chết tại cùng một địa điểm đem đồ ăn vặt tới trao đổi với goblin nắp cống alex trở lại chỗ cái xác dùng ma pháp và thấy trên cổ nạn nhân có biểu tượng sạc iphone alex tìm tới tập đoàn điện lực nhắc nhẹ cho thần sấm bụng phệ biết rằng thằng con thất học của lão đang hiến tế dân thường lời qua tiếng lại về mối quan hệ của ông bô với hội đồng chiến tranh alex cảnh báo thần sấm hãy nhắc nhở thằng con nếu không cô sẽ nhét pin con thỏ và đít hắn alex rời đi xử lý vụ con trai nhân mã thỏa thuận với hai tiên gió cô được dẫn tới một cuộc đua vì dân tổ không bao giờ khước từ lời thách thức quả như dự tính con trai nhân mã xuất hiện alex đòi chiến lợi phẩm nếu thắng rồi bắt bắt đầu cuộc đua được nửa quãng đường thì thanh niên này thấy mã lực của mình không đủ anh ta hóa ngựa phi nước đạn alex nhờ sức mạnh của hai tiên gió nên vẫn thắng con trai nhân mã cay nhưng vẫn phải trả cô gái về đưa cô gái về nhà an toàn alex nhận được cuộc gọi của thần sấm bụng vệ tới nơi chả thấy lão đâu mà chỉ có một tia sét đánh xuống con trai thần sấm xuất đầu lộ diện hai anh cộng sự rút súng nhưng đạn thì không thể ăn được hệ Logia. Thần sấm con quay sang tấn công Alex, một con địa nhân xuất hiện phía sau. Goblin nắp cống đã tới để giúp cô. Alex phi con dao xuyên cơ thể địa nhân để nó ôm lấy tên điên kia và cho hắn nổ bánh xác. Trở về nhà lấy Jin hai thằng em ra thưởng cho các tiên gió. Thần sấm bụng phệ bất ngờ xuất hiện, thể hiện rõ sự cay cố muốn trả thù cho thằng con trai. Lão ta bảo sẽ cắt dây wifi và từ chối giúp đỡ Alex vào lần tới. Tập 3 bắt đầu với cái chết của một vị bác sĩ gia liễu. Mất con xe nên lần này Alex cùng hai ông em phải nhờ chú Hanh trở tới hiện trường câu đầu tiên alex thốt ra là hỏi vì sao đại úy lại gọi cô tới chắc chắn không phải vì tứ chi của nạn nhân gãy nát đồng tử bị kéo giãn còn bộ lòng thì trông như cốc nước tranh dã tay alex niệm chú và thấy nhiều vết chân thủ phạm đã đi qua ống cống và rõ ràng là không phải con người chủ khu trung tâm mua sắm không chịu giao ra dữ liệu máy quay an ninh thế là cô phải tới chỗ hồn ma hacker hứa giúp lần này thì cô sẽ không chặt tay anh nữa hacker rén vờ lờ nên đồng ý video không chiếu mặt thủ phạm nhưng cho thấy vị bác sĩ đang liên lạc với ai đấy hacker điều tra ra đó là đại minh tinh nova bạn thủa nhỏ với bác sĩ hay nghe tin sắp được gặp idol thì xịt nước hoa kín lỗ chân lông rồi đưa cả bọn tới trường quay được hẳn một vé vào phòng thay đồ của đại minh tinh alex ngửi thấy mùi rẻ lau lâu ngày chưa giặt phát hiện ra đây là nơi ở của một goblin trưởng lão nova là thuộc hạ của ông ta vừa nhắc đến thì nova chạy vào hốt hoảng bảo có những cặp mắt đỏ đang theo dõi cô từ trong bóng tối để hành ở lại trong nova alex dẫn hai thằng em cùng cả trường lão ra ngoài xem xét nhờ goblin nắp cống cô phát hiện ra thứ đang muốn tiếp cận nova là quỷ ký sinh gọi điện cho hanh báo tin ai ngờ thanh niên đã để cô minh tinh ở lại còn mình ra xe lấy vũ khí quay vào chả thấy người đâu hanh vác súng lên đi tìm gặp lại được Nova. Cô bảo nghe thấy con quỷ đang gọi mình và đi theo không chút sợ hãi. Nova tiến tới chỗ con quỷ nhỏ. Nó thu lại những chiếc móng vuốt sắc nhọn, còn cô thì rút ra con dao thó được tử hành, đâm hàng chục nhát vào người con quỷ. Hóa ra vật chủ của nó là đứa con mới sinh mà Nova đã nhờ bác sĩ vứt vào trong rừng. Goblin trưởng lão đã biết chuyện này và Alex cũng chẳng thể làm gì được. Cô bảo lão biến cho khuất mắt, còn lão thì cảnh báo cô về một cơn bão sắp tới gần. Một kẻ từ phe Alex sẽ phản bội. Tối đó Nova về nhà, yên tâm với ước mơ đặt chân đến thảm đỏ Hollywood một đàn quỷ ký sinh tới và xé xác cô ta tập 4 bắt đầu cùng với một ngày làm việc của đại úy cảnh sát 6 giờ sáng ông thức dậy và làm bài thể dục để tiêu hóa xuất phí nạc pẹt tối qua sau đấy xếp hàng mua đồ ăn lên xe buýt và tới chỗ làm buổi tối có các thế lực siêu nhiên thì buổi sáng cũng có siêu phản động áp lực công việc khiến tồn tại nhiều thành phần cảnh sát cũng hành xử như côn đồ tùy tiện nổ súng bắn người lo hết chuyện ở đồn đại úy phải tới khu nghĩa trang vì 50 thi thể đã mất tích trong đêm. Cùng lúc đó tại nhà của Alex, cô vừa luyện tập và vừa suy nghĩ về lời của Goblin trưởng lão rằng có kẻ sẽ phản bội. Nhận thấy hiệp ước đang dần mất đi hiệu lực, Alex cho rằng cần phải có một bản hiệp ước mới, một bản hiệp ước bằng xương bằng thịt. Đại úy gọi báo có vụ mới, bảo hành không cần phải chờ. Alex diện nguyên set đồ đen giữa cái nắng chói chang rồi đi bộ tới đồn cảnh sát, nơi người dân đang tức giận do không biết thi thể người dân đã biến đi đâu. Mất tích như vậy thì chắc chắn là có sự tác động của tà thuật. Alex lần theo dấu vết tìm được tới chỗ một hòn đá, loại đá đặc biệt dùng để hồi sinh người chết để thực hiện thần chú có tất cả ba viên một viên hình hải đăng và hai viên hình hải đắc phải tìm ra ba viên đá rồi phá hủy nó cùng lúc thì mới loại bỏ được câu thần chú cùng lúc đó ở chỗ đại úy có rất nhiều xác sống đang ùa vào sở cảnh sát ông gọi điện báo cho alex khẩn trương tới cứu viện alex lúc này đã lấy được viên đá thứ hai bảo thằng em lấy lọ máu rồng alex mở cổng dịch chuyển đưa cả ba tới bên ngoài sở cảnh sát bên trong hầu hết mọi người đã được sơ tán đại úy quay lại để cứu một thanh niên đang bị tạm giam anh ta từ chối sự giúp đỡ vì cho rằng cảnh sát là lũ khốn và anh ta cũng là kẻ nắm giữ viên đá cuối cùng đám xác sống đã ùa vào đến nơi alex gọi linh hồn lửa để mở đường tiến vào trong định xử lý thanh niên nên cứng đầu kia nhưng bị đại úy ngăn cản. Ông thuyết phục được anh ta tin rằng có những người vẫn muốn đem lại điều tốt đẹp cho thành phố. Anh ta nôn ra viên đá, ba viên đá bị phá hủy và những cái xác lập tức tan biến. Giải thích với người dân thế nào thì méo phải chuyện của Lacan. Tập 4 kết thúc với cảnh lão goblin tới gặp Hanh vì muốn giảng hòa với Alex, một kẻ đánh bom xông vào và cả hai lãnh đủ. Hàng loạt cơ sở của các bộ lạc cũng bị đánh bom kẻ chủ mưu là tên thị trưởng người vừa dẫn đầu một cuộc nổi loạn trong tù con trai nhân mã tới báo cho alex biết hội đồng chiến tranh đã hủy bỏ hiệp ước hòa bình và sẽ bảo vệ bộ lạc theo cách của riêng họ đã chiến đấu cùng gia đình alex cả trăm năm tộc nhân mã khẳng định vẫn sẽ xuất hiện khi cô cần alex tới bệnh viện để chữa trị cho hank lão goblin đã hy sinh tạo ra lá chắn giúp ông sống sót để hank ở lại nghỉ ngơi alex tới chỗ hacker hồn ma xem video ghi hình các vụ đánh bom tất cả những kẻ đánh bom đều có đôi mắt trắng dã như đang bị điều khiển alex tới tuyến phòng thủ của quân đội trước nhà tù nơi giam giữ tên thị trưởng chưa kịp xin sự chấp thuận của vị tướng chỉ huy để xử lý thì thị trưởng đã cho người đâm thủng tường nhà tù. Quân đội sẵn sàng chiến đấu, nào ngờ ba đầu bếp trong doanh trại đã bị thao túng từ bao giờ và đánh bom cảm tử. Thị trưởng đã đái vào nồi cơm của quân đội, yểm bùa lên đó khiến phần lớn binh lính bị hắn kiểm soát. Tuy nhiên người thường không đủ sức ngáng đường nhóm Alex, cô đối mặt với lão thị trưởng, tiết lộ sức mạnh hiện tại là do hắn đã thu thập được lông nhân mã, cho cốt thần linh, xương kẻ vô tội và nước mắt của kẻ tội đồ. Chỉ có một người có thể giúp hắn thu thập những thứ đó, chính là lão Goblin nắp cống. Mọi chuyện đi tới nước này là do Goblin muốn trả thù đám hội đồng dám cười nhạo hắn và quan trọng là sô cô la của Alex méo ngon. Đội quân nhân mã cùng tiên gió tới trợ giúp. Alex cùng hai thằng em xông lên nhưng với quyền năng hiện tại, lão thị trưởng về cơ bản là thổ thần, chỉ có một cách để đánh bại hắn. Sai hai thằng em tấn công liên tục và hai bên cánh phân tán hàng phòng thủ. Alex ném ra chiếc điện thoại cục gạch triệu hồi tinh linh lửa và gửi cả lão Goblin lẫn tên thị trưởng xuống cho tử thần ngỡ tưởng mọi chuyện đã kết thúc đang định lên ba giày đầm thì tên tướng chỉ huy tóm đầu hai ông em xé toạc cơ thể chân thịt để lộ ra thân phận là chiến thần đa tu ông già của hai thanh niên mặt khóc mặt cười tới đây để thực hiện nhiệm vụ chu kỳ mà hắn đã hoàn thành rất nhiều lần trước đó tái tạo lại thế giới thần sấm bụng phệ cũng đã quyết định đổi phe được ba phút thì ăn một mũi tên của nhân mã rồi đi đoàn tụ với thằng con trai cuộc họp gia đình bên đây cũng khá sôi động đa tu áo trình tất cả với dòng máu thần chiến tranh chảy trong cơ thể hai anh em không thể chống lại sự điều khiển của đa tu tuân theo ý chí của ông ta tóm lấy alex và bắt cô nghe bài thuyết trình dài vờ dài bro tưởng mình là gothic đấy à chiến thần đại diện cho ham muốn chiến tranh của nhân loại sau khi bị bố của alex phong ấn ngày xưa Datu đã sớm được triệu hồi lại tới với thế giới này. Tuy nhiên, ông vẫn để hai thằng con cho gia đình Alex nuôi nấng thành những chiến binh, còn mình thì đi làm giám khảo rap Việt, học được một lẻ một cách gây war, rồi lợi dụng những con tốt chia rẽ hội đồng chiến tranh, đẩy Alex rơi vào tình cảnh như bây giờ. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp như lời tiên tri. Đứa con thứ sáu của người con thứ sáu sẽ phá vỡ sự cân bằng nhân giới và âm giới, nắm quyền kiểm soát một thế giới và hủy diệt thế giới còn lại. Thực ra lời tiên tri đã bị bố của Alex bóp méo. Khi tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của nó thì ông đã gặp được nhà tiên tri những người đã dự đoán được đứa trẻ thứ 6 sẽ ra đời trong thời đại này. Tuy nhiên họ còn dự đoán được rằng đứa trẻ thứ 5 là một chiến binh sẽ chinh phục cả hai thế giới bằng lửa và cái chết, rồi dâng nó lên cho đứa trẻ thứ 6. Sau khi đứa trẻ thứ 6 đưa ra lời phán quyết như bao đứa trẻ thứ 6 trước đây, Datu sẽ xuất hiện để tái tạo lại thế giới đúng theo chuông kỳ bu. Vì muốn ngăn chặn điều đó, bố Alex đã lập ra hội đồng chiến tranh và ký hiệp ước để gìn giữ hòa bình cả hai giới. Đồng thời ông cũng cho người lùng sụp cặp song sinh trong lời tiên tri mang trên mình kiến thức toàn cõi siêu nhiên nhưng méo có tí kiến thức nào về kế hoạch hóa gia đình sau khi đẻ được bốn thằng con trai bố alex tiếp tục khiến vợ mang thai đôi nhận ra cặp song sinh tìm kiếm bao lâu nay lại chính là máu mủ ruột già của mình bố alex che giấu sự thật bằng cách đốt hết những tài liệu liên quan tới đứa trẻ thứ năm ra tay với đứa con của chính mình nhằm ngăn chặn lời tiên tri vào cái ngày thử thách đại thụ diễn ra có bộ lạc đã phát hiện ra danh tính của alex và đòi la can giao nộp cô bé bố alex tất nhiên không chịu và gây ra một cuộc đại chiến chính từ giây phút đó hiệp ước đã dần lung lay dẫn tới tình cảnh các bộ lạc chia tách hiện tại nhiệm vụ của alex bây giờ là ban xuống lời phán quyết chọn ra những kẻ sẽ được tái sinh ở thế giới mới để đa tu bắt đầu quá trình tái tạo thế giới lúc này đại úy chạy tới và nói vài câu giúp tâm trí của alex không bị lung lay sau đó ông bị bóp chết trong tình huống tuyệt vọng nhất alex chọn sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân hình ảnh bố cô hiện ra nhắc alex phải luôn hướng về family alex thức tỉnh sức mạnh tối thượng tuyên bố tình cảm gia đình mạnh hơn cả máu mủ và giải thoát cho hai thằng em để hai cô cậu cầm chân ông già alex lấy lọ máu rồng lộ mở cổng dịch chuyển rồi lôi đa tu theo hắn bị mắc kẹt còn Alex thì rơi xuống chỗ đại thụ và nhìn thấy hình ảnh gia đình. Hành trình bảo vệ thành phố của Alex vẫn còn dài, không chỉ bởi sự tranh đấu của các bộ lạc mà còn là những mối nguy hiểm từ bên ngoài. Liệu cô có hoàn thành được sứ mệnh của mình và giữ vững lý trí trước sự mong manh của danh giới thiện và ác? Tôi cũng không biết, tôi trích câu này từ người rơi. Và tôi còn quại, đừng quên ấn đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ video nào của The Reviewer. Xin chào và hẹn gặp lại.